Rồi, hello, em xin chào anh em nha. Thì bữa nay cũng 23 Tết mình này nha anh em. Thì em có lên cái dàn xế này cho em ở ngoài Bắc Giang. Thì em ngoài Bắc Giang thì nói chung thì cái dàn của em anh làm xong rồi nha em gái, thì anh quay gõ cái video này cho em tham khảo nha. Thì nói chung thì anh cũng mới gọi ngày hôm nay luôn, mà anh sơn nước sơn nó còn mới có gáo rồi nha. Tại vì nói chung thì anh cũng siết gấp giùm em gái ngoài Bắc Giang đó. Thì em có vô em coi được cái video này đó, thì em chia sẻ like đồ ủng hộ anh nha em gái ơi. Nói chung cái vàng này em đặt của anh là 1m6 bông làm việc nha em gái, mà anh làm cho cưng là cái độ bông chiều dài nó là 1m65 nha em gái. Thì nói chung dao thì anh gắn đầy đủ hết cho cưng rồi đó, còn bù lon thì bù lon đi nóc nha. Thì nói chung thì hoàn hảo cái dàn này cho em gái rồi đó. Thì em gái có vô xem được cái video này đó thì coi gõ chi tiết giùm anh nha. Cái hộp sên này thì anh làm cho em gái cũng thường lại như anh gửi cái video cho mấy anh trước nha. Mà cái sên này của em gái thì xài sên châm nha. Nói chung là chạy cực kỳ là phải nhẹ cho em gái. Còn dép giày thì anh làm nó ôm vô sát trong ngay cho cưng, nhiều khi cưng chạy gạ đồ nó không dướng ngay nha, lướt qua được hết nha. Nói chung thì cưng nhận được cái vàng này về cưng gắn vô cưng chạy khỏi suy nghĩ nha em gái ơi. Nó cực kỳ là phải chỉnh, bởi vì nói chung thì anh làm dàn xế ra cho các anh em thì nói chung là quay cực kỳ là cái bông mình nó nhẹ nha. Sên bọng đồ anh gắn cũng đầy đủ vô hết rồi đó, thì cốt sọ ở trên nè. Thì nói chung thì nó cực kỳ là nó phải nhẹ tay cho cưng nha. Còn anh em nào mà vô có tham khảo được đó, nhìn kỹ cái bộ găng em quay cho mấy anh em xem nha. Đây. Để hộp quá phim cho. Để hộp quá phim cho. Chút xíu nữa qua tôi phim cho. Thì nói chung thì cái bông này thì em sắp cái kiểu 4 hàng cho mấy anh em tất cả hồi đó giờ em gửi nha. Chứ nhiều khi anh em vô nhìn cái video của em vô bình luận gắn găng sai, gắn găng này, gắn găng kia tùm lum đó. Thì nói chung thì mấy cái bình luận đó em không có cần quan tâm để mà giải đáp lại cho mấy anh em nha. Cực kỳ là phải chỉnh cho mấy anh em. Mà anh em thấy cái bông của em gắn dao gì chứ nhiều khi cái chân nú của anh em tự tựa gì anh em gắn theo em không bao giờ chạy được nha. Còn anh em nào mà cứ tham khảo được đó thì cứ điện liên hệ trực tiếp cho em, cái số điện thoại em để trên màn hình bên cái góc tay tay trái mà nó nằm ở dưới cái mục mà đỏ đỏ nó có cái bông xế đó, anh em nhấp vô đó là thấy cái số điện thoại em nha, tên em trên đó nha. Còn giá cả gì trên cái video này em không có báo giá cho mấy anh em được. Thì kết bạn Zalo thì em nhắn em báo giá cho mấy anh em được bình thường nha, còn bên cái mạng này em không có báo giá cho mấy anh em nha. Nói chung thì anh em nhận được cái bông này về chạy là khỏi cần suy nghĩ nha. Em bảo đảm với anh em là cực kỳ nhẹ máy mà nó trộn gà. Mặt đất nó cực kỳ là sẽ bằng cho mấy anh em nha. Thì em quay gõ cái bộ găng cho anh em tham khảo. Nói chung thì em gắn dao vô hết rồi, mấy anh em nhìn thẳng qua gì là nó ra 6 hàng nha. Mà thật sự cái bộ găng này không phải là 6 hàng đâu nha mấy anh em.
cực kỳ là phải chỉnh cho mấy anh em, bởi vì nói chung em làm là nó hơi chậm thiệt, mà em làm chỉ có mình anh em thôi, chứ em nhắc lại cái clip này luôn là mấy ông kia chỉ phụ họ em thôi nha. Cực kỳ là phải sắc sảo cho mấy anh em. Em quay rõ chi tiết cho mấy anh em xem. Còn mấy cái kiếm này thì em làm kiếm 10 ly đồ hết cho mấy anh em nha. Dày một phân. Chứ em không có làm kiểu 6 ly, 8 ly đồ đâu nha. Hộp sên thì có độ dày 6 ly nha mấy anh em. Còn tấm tuồng thì 3 ly. Đúng 3 ly cho tất cả mấy anh em. Còn sên, hộp sên này thì mấy anh em về sau này có lên 120 thì vẫn vô được bình thường nha. Quay rõ chi tiết số điện thoại em đâu nè, anh em nào có cần tham khảo được đó cứ alo trực tiếp cho em mấy anh em ơi. Thì nói chung thì em làm đồ thì anh em nào có làm bên em thì cũng vẫn biết đó. Cực kỳ là em phải kỹ cho mấy anh em nha. Chứ không phải mà em mặn em muốn lấy tiền mấy anh em mà em mặn ẩu tả đâu. Còn em lên cái video này đó, em có nói sai sót cái lời gì đó mấy anh em cũng bỏ qua cho em nha. Rồi vậy em xin chào các anh em, hẹn anh em video sau nha. Anh em nhớ đăng ký kênh ủng hộ em mấy anh em ơi. Em xin chào tất cả anh em nha.